Em Minh xin chào tất cả mọi người. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Em Minh Audio Sài Gòn, có địa chỉ tại 31 Phan Huy Ích, thành phố Hồ Chí Minh. Trong video test âm thanh ngày hôm nay, em xin test và gửi tới quý vị cặp loa JBL L60T. Đây là một cặp loa có cái hình sở hữu cái hình thức rất là đẹp trong cái chuỗi series L, và cũng là model nhỏ nhất, đàn em nhất trong cái series L. Trước hết về phần cấu hình cũng như là phần kích thước, thì cặp loa sở hữu kích thước có chiều cao là 78 cm, chiều ngang 31 cm và chiều sâu là 30 cm. Cặp loa này zin nguyên bản từ Mỹ mang về, tất cả là zin nguyên bản đầy đủ e căng. Cấu hình driver sử dụng là một chép dom kim cương. Chép này đặc trưng của dòng JBL. Tiếp theo là củ bát. Củ bát có đường kính là 23 cm. Củ bát này rất là to. Và phần tất cả về phần chi tiết phần củ bát cũng như là phân tần, các góc cạnh của cặp loa này em đã chụp rõ và chi tiết up trên Zalo. Số điện thoại của em 0946101332. Quý vị và các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cặp loa này thì có thể truy cập vào Zalo của em để được xem những hình ảnh chi tiết về cái cặp loa JBL L60T này. Về thông số như sau, cặp loa này có công suất là 120W một loa và trở kháng là 8 ohm. Cái dòng sơ qua về cái dòng L của JBL thì cái dòng L này khá là hay của hãng, cho một cái chất âm tuyệt vời, rất là dễ phối ghép là một, hai là chất âm phát ra rất là thoáng tiếng, nó không có kén âm ly như các cái dòng đời cao. Chúng ta có thể ghép với đì nông, ma răng, pioneer, bất kể là sò than hay sò sắt đều có thể rất là ổn. Cặp loa này hiện tại với tình trạng tại cửa hàng của em là rất là đẹp. Bốn mặt của cặp loa này được phủ gỗ lạng vàng, thiết kế rất là sang trọng, chúng ta có thể bày trong phòng khách, phù hợp cho chúng ta chơi trong phòng khách này, phòng ngủ này, từ 25m² trở lại thì cặp loa này phát huy chất âm rất là tốt. Cặp loa này hiện tại cửa hàng em Minh giao bán với giá là 7.500.000 đồng. Quý vị và các bạn nào quan tâm muốn sở hữu cái cặp loa này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em. Sau đây em sẽ mời quý vị và các bạn cùng test cái chất âm của cặp loa JBL L60T này. Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người, bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, bỏ mặc tôi là. Mưa về bỏ chiều phai, bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi, bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới, bỏ mặc tay buồn không bàn tay. Thank you.
dài bỏ mặc tôi, bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người, bỏ xa xôi yêu và gần gũi, bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui, bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai, bỏ mặc chắn không, bỏ mặc người, bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé, bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi. Dạ vâng, quý vị vừa được thưởng thức giọng ca của ca sĩ Khánh Ly. Thật là tuyệt vời. Vâng, quý vị và các bạn nào có mua nhu cầu sở hữu cặp loa này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Minh, có địa chỉ tại 31 Phan Huy Ích, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0946 101 332. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tới của em.